tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Một, chịu khó đừng đi chơi, hai, khẩu trang đeo trắng rời, ba, tạm xa nhau 2 mét, bốn, thành thật khai báo nha, năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, okay. Nhắc lại nè, một, chịu khó đừng đi chơi, hai, khẩu trang đeo trắng rời, ba, tạm xa nhau 2 mét, bốn, thành thật khai báo nha, năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, 5K nhớ nha. Thân mến chào tất cả các em đến với chủ đề 1 niềm vui tiệu trường. Và tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu bài tập đồng nhạc số 1. Và trước khi đi vào tìm hiểu bài, thầy mời tất cả các em cùng ôn lại bài hát Mùa thu ngày khai trường nhé. Trong trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên bầu cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyên bao tâm hồn vui tiếng trong tiệu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi, mùa thu, mùa đi. Đã thực hiện xong bài hát Mùa thu ngày khai trường. Và phần tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu bài tập đồng nhạc số 1, Chiếc đèn ông sao.
và các em tìm hiểu cho thầy những ý sau đây. Thứ nhất, bài hát được viết ở nhịp mấy? Tính chất của bài hát như thế nào? Về cao độ gồm những tên nốt nào? Về trường độ gồm những hình nốt nào? Và bài hát được chia thành mấy câu và chia thành mấy đoạn? Và bây giờ thầy mời tất cả các em chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Bài tập lòng nhạc số 1 Chiếc đèn ông sao được viết ở nhịp 2-4. Tính chất vừa phải, về cao độ gồm các tên nốt Do, Re, Mi, Sol, La. Về trường độ gồm các hình nốt đơn, đen, kép. Đơn có dấu chấm voi. Bài hát được chia thành 2 câu, 1 đoạn. Và bây giờ thầy mời tất cả các em chúng ta cùng thực hiện theo mẫu nhé. Các em vừa thực hiện xong bài tập đồng nhạc số 1. Thầy dặn dò các em về nhà, chúng ta ôn lại bài hát Mùa thu ngày khai trường, nhạc và lời của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Và đặc biệt, chúng ta ôn lại bài tập đồng nhạc số 1 Chiếc đèn ông sao. Khi thực hiện, chúng ta lưu ý về cao độ và nhịp độ của bài hát. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tất cả các em. Hẹn các em vào tiết học hôm sau nhé.